Sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện của mái ấm Thiện Tâm 2 và mái ấm 19 tháng 3 xã Đoài trở về sân khấu đón nhận món quà của chương trình học bổng Tình Ngài Gọi Con. Sau đây chúng con xin được trân trọng kính mời cha Giuse Nguyễn Anh Tuấn và cha Giuse Trần Xuân Nguyên trở về sân khấu trao tặng hai món quà cho hai mái ấm ạ. Vâng, và thưa quý vị, cha Bartholomew Nguyễn Đình Phước cũng sẽ có hai món quà là 200 đô dành tặng cho hai mái ấm. Xin quý vị một tràng pháo tay để chia sẻ niềm hạnh phúc này ạ. Và nối tiếp chương trình đêm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tiết mục sau đây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cao Cung Lên, sáng tác Hoài Đức, biểu diễn Xuân Túy Đỏ. Thần Chúa